xin kính chào các bạn. Hôm nay Thêm Mì xin được chia sẻ với các bạn cách để mình làm cho nước hồ bơi nó được trong và cách thử nước như thế nào trong hồ bơi. Thì Thêm Mì mua cái loại này nè. Đó, để mình thử nước thôi. Cái này Thêm Mì mới lấy cái cây này ra. Bây giờ mình để xuống dưới nước. Cái chai này nó có sẵn hết trơn rồi. Đây, để Thêm Mì chỉ nha. Chỉ cần nhúng cái này vô nước thôi, rất là dễ, không có gì khó hết. Chỉ cần nhúng cái này vô nước rồi mình lấy lên, cái mình đo với lại cái này nó có giống màu không, thấy chưa? Thì cái này thì nó thiếu, nó không có được tím lắm nè, thấy chưa? Cái màu xanh thì nó hơi xanh xanh, cái màu ở giữa thì nó cũng hơi hồng hồng. Nói chung là mỗi thứ đều cần hết. Thì cái màu ở trên màu tím á, tức là chlorine, tức là cái chất chlorine, tức là cái chất mà để cho nó tẩy. Rồi cái ở giữa đó là pH. Rồi cái cuối cùng đó là alkaline. Đó, thì tất cả những cái này đều có bán ở ngoài chợ hết đó các bạn. Để Thêm Mì lấy cho các bạn coi ha. Bây giờ mỗi thứ mình đều phải bỏ vô trong hồ hết. Rồi thì đây, Thêm Mì mua cái loại này đây các bạn, để mình bỏ vô hồ đó các bạn. Thì đây, cái này, tất cả những cái này Thêm Mì đều mua ở Walmart hết. Đó, cái này là shark treatment, để mình bỏ vô hồ cho nó trong nước. Còn mấy hai cái này là pH up, cái này là alkaline. Nhiều người nghĩ rằng là tại sao mình lại phải bỏ chi mấy cái pH up này làm chi, với lại cái này làm chi, rồi thử nước để làm chi. Thì cái câu trả lời là hai cái loại này nó sẽ làm cho da của mình không có bị khô nè, với lại không có bị ngứa nè, mắt không có bị khô, không bị rát nè. Chứ còn nếu mà mình bỏ một cái này không thôi là nước nó đã trong rồi nè, nó đề nè, clear nè, các bạn thấy không? Clear cloudy water. Tất cả mọi thứ đều rất là tốt. Nhưng mà khi mà nhiều cái chlorine này quá thì mắt của mình nó sẽ khô và rát, rồi da của mình nó sẽ ngứa và rát. Còn về thử nước thì các bạn chỉ xài cái loại này không có gì khó hết cả. Cái đầu tiên này á là đây, thấy chưa? Là cái chlorine đây. Đó. Còn cái thứ hai này á là pH, tức là cái này đây. Cái thứ ba là alkaline, là cái này đây. Tất cả mọi thứ Thêm Mì đều mua ở Walmart hết, hoặc là Home Depot cũng có bán đó các bạn. Nhúng cái này xuống là so với cái này là mình sẽ thấy mình cần cái gì thêm là mình bỏ vô. Còn cái này ở đằng sau này họ cũng có chỉ mình cách bỏ vô hồ như thế nào. Cái alkaline này cũng vậy, nó cũng chỉ cho mình bao nhiêu đó, bao nhiêu hết tất cả ở đằng sau này. Các bạn cứ bỏ vô, không có cần bỏ hết cái này đâu, không có cần bỏ hết cái này đâu. 20 cái hồ của Thêm Mì là 25.000 gallon lận đó các bạn. Bữa nay nó mưa với lại nắng mà hơn 2 tuần nay rồi Thêm Mì không có bỏ, cho nên nó rất là cloudy. Cho nên bây giờ mình phải bỏ vô rồi mình run cái pump cho nó chạy mấy tiếng đồng hồ là nước nó sẽ trong. Bây giờ Thêm Mì sẽ rắc vô cho các bạn coi ha. Đó, mình chỉ cần rắc như vậy thôi các bạn. Mình chỉ cần rắc cái chỗ mà cành sâu này thôi nè, còn cái chỗ cạn các bạn không cần rắc đâu. Rồi, bịch thứ hai nè các bạn, đó. Mình chỉ cần rắc cái chỗ sâu này thôi nè các bạn, còn cái chỗ cạn mình không có cần rắc đâu. Cái cloudy nước như vậy á thì Thêm Mì bỏ khoảng chừng 4 cho tới 6 cái bịch này. Đó. 4 cho tới 6 cái bịch này, nhưng mà mỗi một cái chemical mà mình bỏ xuống á các bạn, các bạn phải đợi một tiếng đồng hồ sau các bạn mới bỏ cái alkaline hay hoặc là với lại cái kia xuống, chứ không có bỏ một lúc xuống hết nha các bạn. Bây giờ Thêm Mì bỏ cái này vô trước. Xong rồi Thêm Mì phải đợi
1 tiếng 2 tiếng đồng hồ sau thì mì mới bỏ cái alkalini hay hoặc là cái pH up, thì mình phải đợi 1 tiếng đồng hồ sau hoặc là 2 tiếng đồng hồ sau, chứ mình không có nên bỏ một lúc hết xuống như vậy thì nó sẽ reaction, cái chemical nó không có work, mấy cái loại thuốc này nó không có work, nước nó sẽ không có trong. Bây giờ mình phải đợi 1 tiếng đồng hồ sau mình mới bỏ cái này vô, xong rồi mình lại phải đợi 1 tiếng đồng hồ sau mình mới bỏ cái alkalini này ha các bạn ha. Chào các bạn, khi mà các bạn làm những cái mà treatment của hồ bơi đó các bạn, thì các bạn phải để cho cái máy pump này nó chạy nha các bạn, cái pump nước nè, đó là nó pump. Nhưng mà các bạn nên làm vào buổi tối, buổi chiều khi mà không còn nắng nữa. Tại vì nếu mà mình làm mà buổi sáng mà buổi trưa hoặc là buổi sáng mà nắng nhiều như vậy á, thì cái chemical mà mình bỏ xuống á, cái thuốc tẩy mà mình bỏ xuống á, nó sẽ không có làm việc hay lắm, nó không có làm việc tốt lắm đó các bạn. Cho nên mình nên làm buổi chiều lúc mà khi không còn nắng nữa. Rồi mình cho cái máy pump đó của mình nó chạy suốt đêm luôn, là qua sáng mai là cái hồ bơi của mình nó sẽ trong nước. Thì nói chung là cũng phải 8 tiếng đồng hồ sau thì cái hồ nó sẽ trong. Bây giờ thì nó không đến nỗi tệ đâu các bạn. Nếu các bạn maintain, nếu các bạn cứ làm như vậy khoảng chừng mỗi tuần một lần hoặc là 2 tuần một lần hay là 1 tuần rưỡi, tùy theo cái hồ của các bạn nhìn như thế nào. Nếu các bạn cảm thấy là nó không có được trong thì các bạn nên làm. Rồi thêm mình không có cái cup, mình lấy cái ly này mình làm cũng được ha các bạn. Ấy xong rồi nhớ dục đi nha, chứ đừng có lấy mà uống nước là chết nha các bạn nha. Nhưng mà mình cũng phải cẩn thận khi mà mình đổ cái chất này ra, nó gió nó thổi nó bay, các bạn nhớ cẩn thận đừng có hít vô cái mùi này ha. Cái mùi nó hôi lắm các bạn ơi, khó chịu lắm. Cẩn thận không có hít thử vô cái mấy cái mùi này không có tốt nha các bạn. Hôm nay coi như là thêm mì bỏ tới 3 cái cup như vậy lận nè các bạn. Đây, bây giờ thêm mì mới bỏ cái alkalini này vô. Hồi sáng giờ là cũng 2 tiếng hồ rồi đó các bạn. Sau khi mà thêm mì bỏ cái pH này nè là 2 tiếng đồng hồ rồi đó. Bây giờ thêm mì mới ra, mì bỏ cái này, alkalini này vô. Trời ơi gió quá. Giờ chiều rồi, hồi nãy còn nắng, bây giờ chiều rồi cho nên bị gió. Các bạn nhớ cẩn thận gió nha các bạn. Gió đó các bạn, mà gió mà cái chiều nó mà nó bay vô mặt mình đó là các bạn phải cẩn thận nha. Bịt mặt lại hay là bịt khẩu trang lại nha các bạn. Chứ không thôi là thổi vô cái mùi này độc hẳn nha các bạn. Đấy, thì mình bỏ vô nguyên một cái ly này luôn nè các bạn. Tại vì hiện giờ nó đang thiếu cái chất này dữ lắm. Để thêm mình cho các bạn coi nó thiếu như thế nào ha. Thêm mình nhúng xuống lẹ cho các bạn coi nó thiếu như thế nào nha. Màu tím thì ok, tức là màu tím là chlorine. Cái màu hồng cũng ok, nhưng mà cái màu xanh này nó rất là thiếu nè. Cho nên thay mì mới bỏ nhiều như vậy đó. Thay mì sẽ bỏ khoảng 2 cup nữa. Tại bữa trước thay mì có làm rồi, cũng phải bỏ nhiều lắm nó mới đủ. Thì thay mì sẽ bỏ 2 cup này vô nữa. Còn cái pH này á của mình á thì chắc cũng phải 2 cup nữa. Miễn sao mà cái màu nó giống cái này là được. Nhưng mình không có nên bỏ nguyên cái này vô, mà mình phải đông ra cái cup hay hoặc cái ly, bất cứ cái gì cũng được, khoảng chừng 1 cup 2 cup mình bỏ vô từ từ ha các bạn ha, chứ không có đổ ào cái này vô cái là chết luôn, là quá nhiều không có được. Nó cũng hơi mất thời gian chút xíu, nhưng mà nó make sure nó không có, mình không có bị bỏ quá nhiều. Rồi để thêm mì bỏ thêm vô, rồi cái mì thêm mì sẽ cho các bạn coi. Rồi bây giờ để cho mì thử thêm một lần nữa cho các bạn coi ha. Đây nè, đây là cái đồ thử sau khi mà mình bỏ thuốc vô rồi mình chạy cái máy này. Thêm mì đã chạy cái máy pump nó suốt đêm hôm qua rồi đó các bạn. Đây,
Đây là cái strip khi mà mình mới lấy ra nó như thế này. Bây giờ mình sẽ bỏ nó vô đây xong rồi mình thử ha. Đây các bạn nhìn đi thấy chưa? Đó bây giờ cái màu tím nè nó là đúng rồi với lại cái chữ full ok rồi nè, thấy chưa? Còn cái màu ở giữa nó cũng cam cam. Màu xanh nó cũng đã xanh lên được rồi. Thì đối với hồ thì như vậy là được rồi đó các bạn. Thay mì bỏ nhiều lắm rồi đó các bạn. Thay mì đã bỏ 3 cái cup alkalinity rồi đó. Với lại 3 cup pH nữa đó. Thì mình nghĩ là như vậy là được rồi, không cần đậm quá đâu. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, cái này cũng dễ thôi, không có gì khó hết. Cái thiếu thì mình cứ lại bỏ thêm thôi, đừng có bỏ nhiều quá. Đó, các bạn thấy chưa? Cái hồ bữa nay trong xanh, đẹp nước ghê chưa? Đó, cái nước bơm này, cái này là cái nước nó bơm ra từ cái pump á các bạn. Nước nó hút vô trong cái pump xong rồi nó bơm ra để nó lọc nước đó các bạn. Đó. Đẹp hay chưa? Nay trong xanh và rất là sạch. Đó là cái cách mà mình bỏ thuốc và mình gìn giữ, clean up, chùi rửa và hút bụi. Hút bụi là mỗi ngày luôn á các bạn ơi. Tại vì nói chung chỗ thêm mì ở nó nhiều cây lắm nè, thấy không? Cây xung quanh luôn. Cho nên nó rất là nhiều cái lá cây nó rớt xuống. Thì thêm mì phải làm mỗi ngày luôn. Không có bỏ thuốc mỗi ngày nhưng mà hút bụi với lại vớt mấy cái lá cây rồi này nọ đó cho nó giữ cho nó sạch. Còn cái pump thì chạy ít nhất là 8 tiếng một ngày ha các bạn, xong rồi mình cho nó nghỉ xong rồi mình lại cho nó chạy tiếp đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Tammy. Có gì thắc mắc xin các bạn hãy để lại lời nhắn. Nếu thấy hay xin các bạn hãy like và subscribe. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Cảm ơn các bạn.